Nay là chủ nhật, mẹ của Nho không có đi làm việc nhưng mà lên để cho Vàng ăn đây, thấy thương Vàng quá. Đó, mẹ con không có đi làm việc nhưng mà phải nhớ đến cái đứa con gái sống xa nhà này, phải cho nó ăn không có nó đói. À, Vàng hả? Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, nhìn qua khe cửa nhá. Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, đó. Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, mẹ mang cơm cho con này, mẹ mang cơm cho con này, đó. Trời ơi, ngon quá, đây này, đấy, mẹ mang cơm cho em này, em ơi, đó, mẹ mang cơm cho Vàng này. Đấy, có một đứa con gái sống xa nhà cho nên là ngày nào phải nhớ. À, đi làm việc thì không sao, chứ không đi làm việc như thứ bảy chủ nhật như vậy này, và mẹ con vẫn phải mang cơm, phải nhớ mang cơm lên đây nè. Mẹ con cắt vào con ăn nhé, nè, ăn đi. Rồi, đã mang vào rồi đấy, và cắt vào ăn rồi đấy. Cổng không có mở, nếu mà mở cổng thì mẹ con đổ ra đĩa, một đổ ra tô, nhưng mà không mở cổng cho nên là chỉ có mang bịch để cho nó cắp vào nó ăn á. Rồi, xong một ngày chủ nhật. Đấy, thấy tôi lại lăn kềnh ra, ui giời ơi, thấy tôi lại lăn kềnh ra. Đấy, nhìn nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn ui giời ơi, cái mặt kìa, ui giời ơi. Lại bắt đầu lăn kềnh ra đấy. Gãi, ai gãi cho đâu mà lăn. Chả ai gãi cho mà lăn cả. Úi giời ơi, úi giời ơi, sướng quá. Đấy, thấy mẹ đi làm, được gặp mẹ. Thấy mẹ đi làm sướng quá là chạy mấy vòng. Úi trời ơi. Nhìn bà kìa, bà sướng quá. Mẹ đi làm rồi, mẹ đi làm rồi, no bụng rồi, sắp được no bụng rồi. Nha. Thấy mẹ được làm sướng quá. Sướng quá hả? Thấy mẹ đi làm sướng quá hả? Hai ngày thứ bảy chủ nhật mẹ ở nhà. Mẹ không đi làm mà mẹ vẫn mang cơm cho mỗi ngày một bữa mà. Có để chủ nhật đói đâu, mẹ vẫn cho ăn mà. Thế mà thấy mẹ đi làm ngày thứ hai, thấy mẹ đi làm mà cứng quá như này đây. Ôi giời ơi. Rồi, đi vào làm việc thôi. Bà sướng quá, thấy mẹ đi làm sướng quá. Hai ngày thứ bảy chủ nhật, hai ngày thứ bảy chủ nhật, mẹ không đi làm mà đấy, đang ngóng này. Rồi, đi vào đây. Đấy. Hai ngày thứ bảy chủ nhật, mẹ cháu không gặp mà. Là bắt đầu đái mừng rỡ đây. Ra đây, ra đây, ra đây nào, ra đây nào. Làm sao? Ăn cơm nha, hay uống sữa? Ôi trời ơi, sướng quá nè. Chạy quanh, vòng. Đái sướng quá. Sướng quá, thấy mẹ đi làm sướng quá. Sao? Uống sữa nha, ăn cơm nha. Rồi để mẹ cho uống sữa nha. Sáng sớm ra để mẹ pha sữa cho uống nha. Ít, đây, nè, ít uống sữa nha. Thank you.
Ăn đi con. Ăn đi, con không ăn nữa thì cho em nó ăn đi. Cho em nó vét đi chứ cứ để nó chầu trực nhìn con kìa. Mực ăn đi, mực không ăn nữa thì cho em ăn nhé. Mực. Bà Mận bà ấy đang ở tư thế dế chân chèo. Chỉ cần mẹ hô cho ăn cái là bắt đầu chạy. nhìn hai con hoa hậu của cô chú kìa. Hôm nào ăn xong cũng thế, ăn một chậu nhưng mà vẫn cứ không thấm vào đâu. Không thể cho ăn mà thoải mái được như các cô chú nói, mà cứ cho nó ăn thoải mái đi để cho nó không nhòm mồm, cho nó không vết bát. Ăn thế thì nó phải 80 cân rồi. Béo quá, bệnh tật, gút, xương khớp, không thể nào mà cho ăn thế được. Ăn phải có chừng có mực. Ăn một tô đầy luôn, cái thau cái chậu còn đầy luôn mà vẫn cứ thòm thèm thế này đây chứ không phải đói đâu ạ. Ngày nào cũng như ngày nào, bữa nào cũng như bữa nào. Cứ như là để đói mấy ngày ấy. Đấy. Nó ăn được lắm cho nên là không thể nào mà chiều nó vào ăn cho thoải mái. Ăn thoải mái thì phải hai cái chậu, hai cái thau, hai chậu. Ăn thế thì chết, béo phì xấu không nói rồi còn bệnh tật. Cho nên là cái cảnh mà hai chị em ngày nào cũng chờ vết bát là thế này đây. Hai chị em chờ vết bát suốt ngày nào như ngày nào chờ vết bát đây. Mực ơi, mực cứ đứng để canh để giữ thế. Con không ăn nữa thì cho em ăn đi. Mực. Không ăn nữa mà cứ đứng chọn hết thịt rồi còn đâu. Không ăn nữa thì cho em ăn đi chứ lại sao cứ đứng để giữ thế. Thôi đừng có chửi nó. Em ngồi nhìn thôi mà, em có cướp đâu. Thôi đi, anh đừng có chửi nó. Thôi được rồi. Đó, ơi, này ho nho hư nhé. Này nho hư thế, sao lại cướp. Cướp của Mận, cướp của ý nó chủa lên. Hai chị em ăn chung nhau mà. Vét chung nhau nhé. Ôi dồi ôi, cái bà nho bà ăn sợ thật. Đấy, bà như con bê chứ đâu phải là gầy gì đâu. To lắm rồi. Gần 50 kg rồi. Không thể to hơn được nữa. Béo quá, xấu lắm.